Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đánh giá sản phẩm của Idu.io. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một cái bài đánh giá chi tiết về một cặp tai nghe mới đến từ Jabra. Đó chính là chiếc Jabra Elite 4 Active. Đây là một trong những mẫu tai nghe True Wireless có cái hiệu năng tốt nhất trong dãy những cái sản phẩm ra mắt trong năm nay của Jabra. Tại sao mình lại nói vậy? Thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ở trong video clip này nhá. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi đến với cái màn mở hộp của chiếc Jabra Elite 4 này nhá. Đây là cái hộp đựng của chiếc Jabra Elite 4. Các bạn có thể thấy là cái hộp đựng của nó cũng là một cái hộp hình vuông với cái phần tai nghe phía trước. Có một điều rất là đặc biệt đó là Jabra họ đã in nổi cái phần mô phỏng những cái giọt nước ở mặt trước này. Khi chúng ta sờ vào đây thì sẽ có một cảm giác hơi nhám nhám. Và đây cũng chính là cái điểm nhấn của cái cặp tai nghe này với khả năng kháng nước là IP57. Còn phía đằng sau thì Jabra họ có nói về những cái tính năng nổi bật nhất của cặp tai nghe này thì mình cũng sẽ liệt kê luôn cho các bạn. Đây, chiếc tai nghe này được thiết kế để có cái độ fit tốt nhất để giúp cho khi chúng ta đeo lên trên tai thì nó sẽ bám rất là chắc ở trên tai. Cái thứ hai là nó có cái công nghệ chống ồn chủ động và công nghệ xuyên âm luôn. Cái thứ ba đó là cái khả năng chống nước của nó là IP57. Kèm với đó là một cái bảo hành 2 năm của Jabra. Các bạn lưu ý nhé, ở hiện tại ở Việt Nam thì Jabra được bảo hành 1 năm. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể kích hoạt được cái chế độ bảo hành 2 năm ngay tại Việt Nam bằng cách là các bạn tải cái app của Jabra vào cái mục bảo hành và bấm kích hoạt cái chế độ bảo hành 2 năm. Đây là một cái mẹo rất là quan trọng và các bạn nên kích hoạt ngay cái chế độ bảo hành 2 năm ngay khi mà chúng ta mua về nhé. Tiếp theo là cái tai nghe này có cái thời lượng nghe nhạc là 7 tiếng và có thể kéo dài lên đến 28 giờ nếu sử dụng chung với hộp sạc. Đây là một cái thời lượng pin khá là tốt cho một cái tai nghe có cái kích thước nhỏ như chiếc Jabra này. Tai nghe được tích hợp 4 microphone, có nghĩa là mỗi bên tai các bạn sẽ có 2 microphone. Chiếc tai nghe này thì sẽ sử dụng cái con chip của Qualcomm với cái sự hỗ trợ của những cái bộ codec phổ biến nhất như là ACC, FBC và aptX. Và một điều rất là hay ở cái cặp tai nghe này đó là nó đã có Google Flappe. Đây là cái kết nối nhanh giúp cho cái tai nghe có thể kết nối nhanh hơn với những cái thiết bị Android. Khi mà chúng ta đưa cái tai nghe về chế độ pair thì ngay ở trên những cái điện thoại Android nó sẽ xuất hiện một cái cửa sổ pop-up giúp cho chúng ta có thể kết nối rất là nhanh và rất là trực quan luôn. Rồi, đó là những cái tính năng cơ bản nhất ở trên cái cặp tai nghe này. Bây giờ mình sẽ mở hộp để chúng ta cùng khám phá ở bên trong nhá. Đây, đây là bên trong của cái hộp đựng. Vẫn là một cái thiết kế hộp đựng rất là truyền thống của Jabra. Đây, chúng ta sẽ mở cái siêu này ra. Ngay bên trong này, Jabra họ sẽ nói về cái ứng dụng Jabra Sound. Các bạn nên download cái ứng dụng này về để chúng ta có thể tinh chỉnh lại những cái tính năng cho phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Tùy chỉnh lại chất âm, tùy chỉnh lại cái khả năng chống ồn, xuyên âm, cũng như là tùy chỉnh lại các phím bấm. Rất là nhiều thứ chúng ta có thể làm được ở trong cái app này. Còn đây là những cái phụ kiện bên trong thì chúng ta sẽ khám phá những cái phụ kiện trước nhá. Đây, vẫn có một cái bộ tip size S và size M. Và vẫn có một cái dây cáp tiêu chuẩn như này. Tiếp đó thì vẫn có một cái cuốn sách nói về cái chính sách bảo hành của Jabra. Trong này thì nó sẽ không có cái hướng dẫn sử dụng. Cái hướng dẫn sử dụng đấy thì chúng ta sẽ xem ở trên cái app. Chính vì vậy cái app này nó trở nên rất là quan trọng với cái tai nghe này. Còn đây là cái hộp đựng và bên trong là cái tai nghe luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá chiếc Jabra Elite 4 nhá. Đây, đây là cái hộp đựng của chiếc Jabra Elite 4. Một cái hộp đựng được thiết kế rất là giống, gần như là giống hoàn toàn so với cái hộp đựng của chiếc Jabra Elite 75T. Vẫn là một cái thiết kế rất là quen thuộc như này. Đây là một cái hộp có một cái thiết kế vừa vặn và chúng ta có thể cầm nắm một cách rất là thoải mái. Chúng ta vẫn có một cái đèn báo trạng thái ngay ở phía trước này. Ở trên một chút thì chúng ta sẽ có cái logo của Jabra. Và phía đằng sau thì là cái cổng sạc USB Type-C. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra cho các bạn xem. Đây, cái nắp hộp của nó cũng vẫn được hít bằng nam châm như là ở trên chiếc Jabra Elite 75T. Các bạn có thể thấy cái tai nghe vẫn được đặt ngay ngắn ở phía bên trong rất là giống với cách đặt ở chiếc 75T đúng không ạ? Và khi mà các bạn mở nắp và đậy nắp như này thì cái tai nghe này nó vẫn chưa bật nguồn đâu. Các bạn cần phải lấy tai nghe ra khỏi hộp thì nó mới tự động bật nguồn. Và hai cái tai nghe ở bên trong hộp thì nó cũng được hít bằng nam châm luôn. Đây, cái lực hít cũng khá là tốt và chúng ta chỉ cần thả nhẹ vào thì cái tai nghe nó sẽ tự hít vào. Và khi chúng ta cho tai nghe vào hộp như này thì tai nghe sẽ tự động tắt nguồn và tự động sạc cho cái tai nghe luôn. Đó, cái phần bản lề của cái hộp này cũng được làm rất là chắc chắn. Nói chung đây là một cái hộp có cái độ hoàn thiện rất là cao và đủ nhỏ gọn để chúng ta có thể cho vào trong túi quần một cách rất là thoải mái. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với cặp tai nghe Jabra Elite 4.
Cái hộp thì nó được kế thừa cái thiết kế ở trên chiếc 75T. Tuy nhiên là cái tai nghe này thì nó đã được làm với cái phần cell hoàn toàn mới. So với chiếc 75T thì cái phần housing này nó nhẹ và nó nhỏ hơn một chút. Và các bạn lưu ý nhé, cái mặt này nhìn rất là giống cái mặt cảm ứng nhưng mà không phải, nó là phím cứng nhá. Và cái phần phím bấm của nó cũng bấm rất là nhẹ nhàng. Trong quá trình điều khiển thì mình thấy rằng là mình bấm rất là dễ dàng và cái điều khiển rất là thật tay. Ở trên tai nghe thì chúng ta sẽ thấy hai cái hốc microphone cũng được làm rất là chỉnh chu. Và phía dưới thì nó có hai cái chấu sạc. Trên tai nghe này thì nó sẽ không được trang bị cái cảm biến tiệm cận. Và cũng có ký hiệu LED light để chúng ta phân biệt trái phải. Cái phần ống dẫn âm của nó thì cũng được làm rất là nhỏ. Và nó cũng không có cái phần filter ngay phía ngoài này. Và cái mút tai thì nó vẫn giống như là những cái mút tai của những cặp Jabra khác thôi. Nó được làm với cái độ hoàn thiện cũng như là cái chất lượng rất là tốt. Và cái phần thiết kế của cái cặp tai nghe này thì nó là một cái thiết kế rất là công thái học. Bây giờ thì mình sẽ đeo thử cái cặp tai nghe này lên để cho các bạn xem cái cảm giác đeo ở trên tai như nào nhá. Đây, đeo cái cặp tai nghe này lên thì rất là dễ. Và khi mà đeo vào thì các bạn sẽ thấy đầu tiên đấy là cái cảm giác là cái tai nghe này nó đeo rất là sâu ở bên trong tai. Tuy nhiên nó không bị cấn tai và không bị khó chịu ở trong cái ống tai của chúng ta. Còn so với chiếc 75T thì chiếc Jabra Elite 4 này mang đến cái cảm giác đeo nó thoải mái hơn, nó đỡ bị kích tai hơn. Bây giờ mình sẽ thử lắc cho các bạn xem là khi mà lắc thì cái cặp tai nghe này nó có thể rơi không nhá. Đó, mình đã dùng cái cặp tai nghe này, mình đi chơi thể thao, mình chạy bộ, mình tập gym các kiểu và mình cảm thấy rằng là nó đeo rất là chắc và nó không bị rớt ra ngoài, không hề bị xê dịch luôn. Còn nói về cái khả năng chống ồn của cặp tai nghe này thì mình cũng đã thử nghiệm, mình cũng đã so sánh với những cái cặp tai nghe khác và đặc biệt là với 75T. So với 75T thì cái khả năng chống ồn của cặp tai nghe này có phần nhỉnh hơn một chút. Nó mang đến cái không gian tĩnh hơn và cái khả năng loại bỏ đi cái tiếng động cơ của nó cũng khá là tốt. Tuy nhiên rằng so với chiếc 7 Pro hoặc là những cái cặp tai nghe cao cấp hơn như là Sony VKF-1000XM4 hoặc là AirPods Pro thì cái khả năng chống ồn của chiếc tai nghe này vẫn kém hơn. Với mình thì cái khả năng chống ồn nằm ở mức này là khá là ổn. Nó giúp mình không bị ảnh hưởng nhiều bởi những cái tiếng ồn động cơ từ môi trường. Tuy nhiên nó vẫn mang đến cho mình một cái cảm giác thoải mái, không bị bí tai và không bị chóng mặt khi sử dụng cặp tai nghe này. Còn nói về cái xuyên âm của cặp tai nghe này thì nó cũng làm rất là tốt như những cái cặp tai nghe của Jabra khác. Những cái âm thanh ở môi trường xung quanh nó sẽ được làm rõ hơn và chúng ta hoàn toàn có thể đeo tai nghe mà vẫn có thể giao tiếp được với những người xung quanh một cách rất là dễ dàng và rất là thoải mái. Tất nhiên là khi mà giao tiếp với người xung quanh thì cần phải tắt nhạc đi thì chúng ta mới có thể giao tiếp một cách gọi là tốt nhất được. Có một cái điểm mà mình thấy rất là ấn tượng với những cái cặp tai nghe mới của Jabra đấy là cái khả năng loại bỏ tiếng gió khi đi ngoài đường. Còn nói về cái microphone của cặp tai nghe này thì đúng là cái thế mạnh nhất của Jabra rồi. Từ những cái thế hệ như 75T đến những cái tai nghe mới của họ như là Elite 3, Elite 4 và Elite 7 thì mình thấy rằng là cái khả năng đàm thoại đều rất là tốt. Kể cả ở trong môi trường, trong nhà hay là ở ngoài đường nơi có nhiều tiếng ồn, tạp âm thì cái mic đàm thoại của cặp tai nghe này vẫn rất là ổn. Và mình cũng có một cái đoạn test microphone của cặp tai nghe này, các bạn xem qua cái đoạn test đấy thì các bạn sẽ thấy rõ hơn cái chất lượng microphone nhá. Alo alo, xin chào các bạn, hiện tại mình đang sử dụng mic của chiếc Jabra Elite 4. Và hiện tại thì mình đang đứng ngay ở ngoài mặt đường nơi tôi nghĩ khá là nhiều xe cộ đi qua. Đây là buổi tối. Các bạn có thể thấy được cái chất lượng âm thanh của chiếc Jabra Elite 4 khi ở ngoài đường nó như nào. Khi mà chúng ta đàm thoại hoặc là khi chúng ta bật microphone thì chiếc tai nghe nó sẽ chuyển về chế độ ambient sound, chế độ hear thao để chúng ta có thể nghe rõ được cái âm thanh bên ngoài hơn. Và khi mà chúng ta kết thúc đàm thoại thì tai nghe cũng sẽ trở lại cái chế độ mặc định ở trên tai nghe. Và đây là cái chất lượng mic của nó khi ở ngoài mặt đường. Bây giờ mình sẽ đi vào trong cửa hàng xem là khi mà ở trong cái nơi yên tĩnh hơn thì cái chất lượng mic của nó như nào nhá. Ok, vậy là mình đã đi vào trong cửa hàng iDo Audio 78 Lê Thanh Nghị. Và đây là cái chất lượng mic của chiếc Jabra Elite 4 khi ở trong cửa hàng, ở trong một cái môi trường yên tĩnh hơn thì cái chất lượng mic của nó chắc chắn sẽ tốt hơn rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn test mic này. Còn nói về cái độ trễ thì mình thấy rằng cái độ trễ của Jabra họ làm không được tốt cho lắm. Khi mà chơi game thì mình thấy rằng là nó vẫn có cái độ trễ khá là cao, khoảng hơn 200Hz. Còn nói về cái chất lượng âm thanh của cặp tai nghe này thì sao? Đây cũng là cái phần mà mình đánh giá rất là cao cái cặp tai nghe này. Và đây cũng là cái phần cho thấy rằng là cái P/P của cặp tai nghe này tốt như nào. Với cái mức giá chỉ khoảng hơn 3 triệu
so với chiếc 75T là hơn 4,5 triệu, 5 triệu. Thì mình thấy rằng là cái chất lượng âm thanh của cặp tai nghe này còn tốt hơn, còn hoàn thiện hơn so với chiếc 75T. Nó cho thấy rằng Jabra họ đã rất là nỗ lực để giúp cho những cái cặp tai nghe của họ có cái khả năng cạnh tranh tốt hơn ở trên thị trường. Về tổng thể thì chiếc Elite 4 này vẫn mang đến một cái âm thanh rất là giống và rất là gần so với cái màu âm ở trên chiếc 75T. Vẫn là một cặp tai nghe có cái âm thanh ấm áp với cái giải mid ngọt ngào và một cái giải bass bùng nổ đầy năng lượng. Tuy nhiên, khác với 75T thì ở trên Elite 4, giải bass của nó đã được kiểm soát tốt hơn, không còn bị lấn át vào giải trung và giải cao nhiều như trước nữa. Còn ở giải mid thì chúng ta sẽ có một cái giải mid được làm tiến hơn với một cái độ chi tiết tốt hơn so với ở trên chiếc 75T. Vẫn là một cái giải mid có cái độ ấm, có cái độ ngọt, nhưng nó đã được làm sáng hơn một chút và tiến hơn một chút nữa để giúp cho cái cặp tai nghe này có thể nghe tốt hơn ở những cái dòng nhạc trữ tình, những dòng nhạc ballad. Còn về giải chép thì nó gần như không có cái sự khác biệt so với ở trên chiếc 75T, vẫn là một cái giải chép hơi hiền một chút. Tóm lại, Elite 4 là một cặp tai nghe chơi tạp tốt, với cái thế mạnh nhất của nó vẫn là cái dòng nhạc trẻ, dòng nhạc sôi động, dòng nhạc pop hiện đại. Bên cạnh đấy thì nó đã chơi tốt hơn so với cái thế hệ trước là 75T ở những cái dòng nhạc trữ tình, dòng nhạc bolero, dòng nhạc ballad. Và với cái thiết kế nhỏ gọn, đeo thoải mái, với cái độ fit cao, cái microphone bắt rất là tốt, kèm theo đấy là cái công nghệ chống ồn, công nghệ xuyên âm, thì ở cái mức giá khoảng tầm hơn 3 triệu một chút thì mình thấy rằng Jabra Elite 4 này là một trong những chiếc tai nghe có khả năng cạnh tranh rất là tốt ở trên thị trường. Trong bài đánh giá này thì mình cũng có một cái phần thu âm lại chất lượng âm thanh của cặp tai nghe này. Các bạn xem qua cái phần thu âm đấy thì các bạn sẽ thấy rõ hơn về chất lượng âm thanh của cặp tai nghe này nhá. Ra tương tư là thế này, 24/7 nghĩ đến em, nghĩ đến em. Thả mây trôi qua từng kẽ tay, cho làn khói này khẽ bay, chìm sâu vào giai điệu êm ái. Yêu rồi, thương rồi, mê rồi, sao chẳng nói ra? Từng lời hát em viết tặng anh, giờ bay về đâu xa? Quay 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 quay, sao mới gặp lần đầu mà đâu mình quay quay? Anh ơi anh à, anh bắt mùa gì mà lại làm em yêu vậy? Baby baby, em nói từ đầu, baby can you say? My khi kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường.
giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là trang hoàng tử mà em đắm say, chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Còn bài đánh giá của mình đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.